Nội dung của video này không mang tính chất bán bổ một tôn giáo nào. Ám sát là hành động sát hại người khác một cách lén lút, là hành động có mưu tính của một người hay một tổ chức nào đó. Hành động này nhắm vào một người hoặc các nhân vật có tên tuổi, nhằm gây ảnh hưởng đến chính trị, văn hóa, xã hội, hoặc vì những động cơ có tính chất chính trị, lý tưởng, đức tin hay quan điểm nào đó. Ngày 12 tháng 7 năm 1991, vào lúc 7 giờ sáng, một người phụ nữ lao công thuộc trường đại học Tsukuba phát hiện trợ lý giáo sư Igarashi Hitoshi, 44 tuổi, của trường đại học Tsukuba bị sát hại ở sảnh thang máy của tầng 7 thuộc tòa nhà A, khu khoa học xã hội và nhân văn trường đại học Tsukuba. Theo khám nghiệm tử thi, bên phía pháp y xác định rằng ông Igarashi bị sát hại trong khoảng thời gian từ 22 giờ tối ngày 11 đến khoảng 2 giờ sáng ngày 12. Trên cơ thể nạn nhân có 3 vết thương sâu ở phần ngực và một vết thương khác trúng phần gan. Ngoài ra, tại hiện trường, họ còn phát hiện được một vết máu thuộc nhóm máu O, không trùng khớp với nhóm máu của nạn nhân, nên vết máu này được cho là của hung thủ để lại, và một dấu chân của đôi giày Kung Fu Trung Quốc có kích thước 27,5cm. Phần cổ của nạn nhân có 2 vết thương bên trái và một bên phải. Các vết thương này đủ sâu để làm đứt động mạch cảnh. Động mạch cảnh là động mạch chính ở phần cổ, cung cấp máu cho não, mặt và cổ. Mỗi người có 2 động mạch cảnh chung nằm ở mỗi bên cổ. Dựa vào những vết thương ở cổ, các chuyên gia nhận định đây là một phương pháp sát hại của người Hồi giáo, và hung thủ là một người có thù hận rất sâu sắc với nạn nhân. Phía cảnh sát đoán rằng tên hung thủ đã không sử dụng thang máy, mà hắn đi cầu thang bộ từ tầng 7 xuống tầng 3, sau đó tẩu thoát bằng cầu thang bộ thoát hiểm. Điều này chứng tỏ hung thủ là một người rất thuộc địa hình, thời gian làm việc của nạn nhân ở trường đại học này. Vậy, nguyên nhân, động cơ gì mà một trợ lý giáo sư của một trường đại học lại bị sát hại bởi phương thức Hồi giáo? Để biết được điều này, chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua về nạn nhân. Igarashi Hitoshi sinh ngày 10 tháng 6 năm 1946, là học giả Trung Đông và Hồi giáo tại Nhật Bản. Ông có thể đọc và viết hơn 10 thứ tiếng. Ông nghiên cứu tư tưởng Hồi giáo, toán học, y học và triết học Hy Lạp. Năm 1988, Salman Rushdie, một nhà văn người Anh gốc Ấn Độ, đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết The Satanic Verses, tạm dịch là Những Vần Thơ của Satan. Đây là cuốn sách nhận được nhiều lời khen ngợi và giành được nhiều giải thưởng lớn. Tuy nhiên, nội dung của nó đã đề cập đến một vấn đề được cho là bán bổ đạo Hồi giáo. Muhammad, người sáng lập ra đạo Hồi giáo, đã tuyên bố trong đạo Hồi, Thánh Allah là Thượng Đế tuyệt đối duy nhất và duy nhất cai trị vạn vật. Tuy nhiên, trong một chương của quyển tiểu thuyết này có miêu tả một đoạn. Một con ác quỷ đã đội lốt thiên thần Gabriel và hiện ra trước mặt Muhammad, đồng thời trộn lẫn những lời khen ngợi 3 nữ thần trước khi đạo Hồi được thành lập, tức có nghĩa là 3 nữ thần xuất hiện trước Thánh Allah. Điều này có nghĩa là Thánh Allah không phải là Thượng Đế tuyệt đối duy nhất và duy nhất. Đây được xem như là một sự chế giễu nguồn gốc của đạo Hồi. Ngoài ra, nội dung còn lặp đi lặp lại những hành động được coi là cấm kỵ trong giáo lý đạo Hồi. Một chương khác cũng đề cập đến việc một cô gái điếm trong quyển tiểu thuyết đã trùng tên với một trong 12 người vợ của nhà tiên tri Muhammad. Và đỉnh điểm là vào tháng 2 năm 1989, nghĩa là 5 tháng sau khi quyển tiểu thuyết này được phát hành, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ruhollah Khomeini, đã ban hành một fatwa tuyên án tử hình đối với tác giả Salman Rushdie và những người có liên quan đến quyển tiểu thuyết này. Phần thưởng cho những người thực hiện fatwa này là một khoản tiền khoảng 360 triệu yên. Fatwa trong các nước Hồi giáo là một phán quyết có quyền lực ngang với pháp luật, và chỉ những người đưa ra sắc lệnh fatwa mới có thể thu hồi hoặc hủy bỏ nó. Nhưng vào tháng 6 năm 1989, Ruhollah Khomeini đã qua đời, nên fatwa tử hình mà ông đã tuyên bố sẽ tồn tại vĩnh viễn. Kết quả là, nhiều quốc gia đã ban lệnh cấm xuất bản quyển tiểu thuyết này, nhưng những người liên quan đến việc xuất bản nó ở một số quốc gia như Ý, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt bị ám sát, dẫn đến hàng chục người mất mạng. Nhưng Salman Rushdie nhờ được chính phủ Anh bảo vệ nên vẫn còn sống sót. Và vì vụ việc này,
căng thẳng ngoại giao giữa chính phủ Anh và Iran nằm ở mức báo động. Và cũng chính vì quyển tiểu thuyết này mà Igarashi Hitoshi đã bị ám sát. Vào tháng 2 năm 1990, Igarashi lúc đó là trợ lý giáo sư ở trường đại học Tsukuba, kiêm dịch giả quyển tiểu thuyết Những Vần Thơ của Satan. Thời điểm này, Igarashi và nhà xuất bản người Ý Paul Mazzani đã tham dự một cuộc họp báo. Tại đây, có những người Hồi giáo phản đối việc xuất bản quyển sách, trong đó có chủ tịch Hiệp hội Hồi giáo Pakistan tại Nhật, đó là Rais Sikibi. Tại đây, một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi nhà xuất bản Palma thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình và khi thể hiện điều đó với giọng điệu đối đầu. Ngay lập tức, Rais đã mạnh dạn đưa ra lời thách thức về bản tử hình dành cho ông Paul. Riêng Igarashi đã trả lời với báo chí rằng ông là một độc giả quyển tiểu thuyết, ông quan tâm và nghiên cứu về Hồi giáo. Ông nghĩ rằng quyển sách không bán bổ một tôn giáo, vì thế ông đã đồng ý nhận dịch quyển tiểu thuyết này. Và một năm rưỡi sau cuộc họp báo, ông đã bị ám sát. Mặc dù cảnh sát đã yêu cầu được bảo vệ Igarashi, nhưng ông đã từ chối và nói rằng nếu bạn đọc quyển sách, bạn sẽ không hiểu lầm đâu, nên đừng lo lắng. Và ông từ chối nhận lời đề nghị. Khi cảnh sát điều tra về cái chết của Igarashi, khi kiểm tra bàn làm việc của ông, họ phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của ông, trước khi bị ám sát 2 tuần, ông có viết một vài dòng thư tứ tuyệt bằng tiếng Nhật và tiếng Pháp. Nội dung của nó đề cập đến trận đánh ở Dannemora. Trong đó, dòng thứ tư có viết bị sát hại ở Dannemora. Nhưng nếu câu này dịch sang tiếng Nhật bằng Hán tự thì sẽ là Dannemora cũng có nghĩa là phía sau cầu thang. Thật kỳ lạ là ông Igarashi đã bị ám sát bên cạnh cầu thang bộ gần thang máy. Điều này cho thấy ông đã nhận thức được sự nguy hiểm này từ trước. Vào năm 1998, một bài báo đã bật mí về một nghi phạm trong vụ sát hại Igarashi. Theo bài báo, đã có một cuộc điều tra tuyệt mật về một sinh viên người Bangladesh đã học tập tại Đại học Tsukuba trong thời gian ngắn. Sở dĩ, người ta nghi ngờ người sinh viên này là vì anh ta bất ngờ rời Nhật Bản tại sân bay Narita vào đầu giờ chiều ngày 12 tháng 7 năm 1991. Đó là ngày phát hiện ra ông Igarashi bị sát hại, mặc dù anh ta vẫn còn thời gian du học. Điều này thật sự đáng ngờ. Nhưng cuộc điều tra về sinh viên này đã bị dừng lại do chính phủ Nhật lo sợ mối quan hệ trở nên xấu đi với các quốc gia Hồi giáo. Liệu sinh viên người Bangladesh này có thật sự là thủ phạm hay không? Một giả thuyết khác được đưa ra về thủ phạm đó chính là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Ghoddos. Một cựu nhân viên CIA giấu tên trong cuốn sách The Partisan Purge của ông có viết thủ phạm sát hại Igarashi rất khó khả năng là đơn vị đặc biệt Ghoddos, phụ trách các hoạt động đặc biệt ở nước ngoài, một trong các lực lượng vũ trang của Iran, tổ chức tách biệt với quân đội quốc gia. Thêm nữa, việc hành quyết Igarashi ở một nơi dễ thấy như trước cửa thang máy được gọi là đại lễ cho cả thế giới cùng chứng kiến. Cho đến năm 2006, thời gian hiệu lực để điều tra hung thủ sát hại ông Igarashi đã kết thúc, nhưng hung thủ vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Còn về Salman Rushdie, với bản án tử được treo lơ lửng nhiều năm, ông đã chịu cảnh sống ẩn náu suốt nhiều năm. Đến tháng 9 năm 1998, chính quyền Iran mới hủy bỏ fatwa tử hình. Năm 2007, Salman Rushdie được nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ. Gần đây nhất, vào tháng 8 năm 2022, trong một buổi giao lưu phỏng vấn ở New York, ông đã bị một người nhảy lên sân khấu và tấn công. Ông được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện bằng trực thăng. Phía đại diện của ông cho biết, có thể ông bị mất một mắt và đứt dây thần kinh ở cánh tay và tổn thương gan. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giờ này. Hãy donate cho mình bằng cách like và share để mọi người biết đến kênh của mình nhiều hơn.